Kiều nữ Ngọc Lan bị nhắc nhở vì sở thích cắn móng tay. Ngọc Lan vốn là một trong nữ diễn viên có cái tính mạnh của showbiz. Mới đây, nữ diễn viên Ngọc Lan đã gây khá nhiều sự chú ý khi có màn đối đáp với dân mạng. Trên trang cá nhân của mình, cụ thể Ngọc Lan đã đăng tải một bức ảnh ngồi cắn móng tay với nội dung: "Ai làm gì thì làm, em cắn móng tay cái đã, thú vui tao nhã." Ngay sau đó, một khán giả đã vào phần bình luận dưới bài đăng của Ngọc Lan để nhắc nhở nữ diễn viên về thói quen này. "Chị ơi, những người mà cắn móng tay như vậy cực kỳ nóng tính, cắn như vậy không tốt cho sức khỏe nha chị Lan." Rất nhanh sau đó, Ngọc Lan cũng đã lên tiếng phản hồi bình luận nhắc nhở ở phía trên. "Cảm ơn em, chị nóng tính mà, yêu ghét rõ ràng, phân minh chính trực, thích là nói thích, không ưa là nói không ưa." Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Lan có cách đối đáp nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện được sự sắc bén của mình. Không ít lần Ngọc Lan khiến anti-fan phải lủi thủi bỏ đi vì những phát ngôn khiến ai nghe xong cũng thấy hả hê. Ngọc Lan được khán giả biết đến là một trong những nữ diễn viên trùm của dòng phim truyền hình khu vực phía Nam. Khắp các đài truyền hình, không quá khó khăn để thấy nữ diễn viên này phủ sóng dày đặc. Bởi chất lọc vai diễn đa dạng từ bi thương cho đến ác bất chấp